giờ 0 phút ngày 30 tháng 1 năm 2021 đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trừ các hội nghị triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và các sự kiện đặc biệt quan trọng khác được sự đồng ý của trưởng ban chỉ đạo tỉnh. 2. Tạm dừng tổ chức tất cả các lễ hội trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ 0 phút ngày 30 tháng 1 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung này. Đồng thời căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi thống nhất với Sở Y tế để báo cáo đề xuất trưởng ban chỉ đạo tỉnh xem xét quyết định. 3. Đối với các hoạt động thăm và tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng và đối tượng xã hội, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát có hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo không tập trung quá 20 người trong cùng một thời gian và địa điểm cụ thể, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 4. Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo cụ thể. Riêng Sở Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai thực hiện văn bản số 877 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 5. Người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương phải quy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo của tỉnh nếu để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch nêu trên tại cơ quan đơn vị và trên địa bàn quản lý. 6. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tập trung tăng cường đưa tin thường xuyên, liên tục nội dung văn bản này và các văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo mọi người dân đều biết, nắm rõ và tự giác thực hiện. 7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh lãnh đạo chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương và khuyến cáo của cơ quan y tế, đặc biệt là đám cưới, đám tang. 8. Các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người của tỉnh, huyện theo nhiệm vụ địa bàn được phân công tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy địa phương, chủ động thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh nêu trên. Căn cứ chỉ đạo trên, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện.